để cảm tạ hồng ân Chúa cho giáo xứ chúng ta hôm nay đã ban và giáng xuống cho giáo xứ chúng ta một thời tiết rất thuận tiện để cộng đoàn giáo xứ chúng ta tổ chức tuần trầu Chúa Kitô thánh thể thay cho giáo phận một cách trang nghiêm và rốt ráo.
vào giờ này thì cộng đoàn giáo xứ chúng con đang được đón mời các cụ quý ông bà quý sứ về tham dự tuần trầu Chúa Kitô Thánh Thể thay cho giáo phận, đặc biệt là thánh lễ chính tiệc, để cho thánh lễ chính tiệc diễn ra được trang nghiêm và trốt sáng. Xin mong tất cả quý cụ ông bà quý sứ quý họ chúng ta sẽ về đây tham dự thánh lễ. Để tham dự thánh lễ sốt sáng thì trên khu vực bên trên còn rất là nhiều ghế, vì vậy xin mong quý cụ ông bà chúng ta sẽ lên khu vực bên trên.
Chúa là tình yêu, Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài về thể hiện tinh thần của Ngài với con người qua chính người con yêu dấu là Chúa Giêsu. Phục vụ lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã truyền đạt tình yêu của Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại khi Ngài phán: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Nhờ Ngài, con người được bảo đảm có được lương thực cho phép được sống mãi bởi chính da máu của Chúa Giêsu. Khi chúng ta tự nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, chính là lúc chúng ta thắp nhập mầm sống vĩnh cửu vào xác thịt của chúng ta. Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy sống hoàn thiện mình mỗi ngày như Cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Để được như vậy, chúng ta phải có lòng khát khao lên giống Chúa, phải thanh tẩy mình khỏi mọi điều gian ác, khỏi những ước muốn tầm thường, và mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu như Đức Kitô, để dung nhan Thiên Chúa được tỏ hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Với ước nguyện đó, giờ đây chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng thánh lễ. Mời cộng đoàn đứng cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ. Sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính quý cha cố, quý cha đồng tế, kính thưa thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý viên chức hội đồng liên giáo xứ giáo họ Tân Cựu, quý cụ ông bà anh chị em cộng đồng dân Chúa và quý khách xa gần. Hôm nay vào giờ này, quý đấng bậc và quý cụ ông bà anh chị em về đây dâng thánh lễ trọng thể tuần trầu Chúa Giêsu Kitô thánh thể tại giáo xứ Thất Sự. Chúng ta hiệp thông cùng cả và giáo phận với tinh thần tuần trầu thay cho giáo phận này, để chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn và mỗi cá nhân gia đình chúng ta. Chúng ta tiếp tục xin Chúa Giêsu Kitô thánh thể đồng hành và chúc phúc lành cho sự hiện diện của quý cụ ông bà anh chị em, cho giáo phận, cho giáo xứ Thất Sự, cho tất cả ân thân nhân của giáo xứ, giáo phận, những người còn sống được bình an và những người qua đời được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin Chúa ban thưởng hồng ân bình an cho quý cụ ông bà anh chị em. Và chúng ta nhìn vào trong bầu khí của thánh lễ trọng thể này, chúng ta nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu Kitô thánh thể đã ban cho chúng ta, cho giáo xứ Thất Sự được trên thuận dưới hòa.
chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông nổ lên một tràng vỗ tay để chúc mừng cho giáo sứ Thất Sư ạ. Bây giờ đây, tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa với tâm tình sám hối ăn năn để Chúa ban cho chúng ta được như ý chúng ta cầu xin trong thánh lễ này. Tôi tu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa. Trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng
Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: hãy trỗi dậy mà ăn. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước. Ông ăn uống rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa. Ông liền trỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của lươi ấy, ông đi 40 ngày 40 đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Phiền hà thánh thần của Thiên Chúa, vì trong người anh em được ghi ấn tín để nhờ ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt,
tức giận, nóng nảy, giức lắc, chửi rủa cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy yêu thương và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa như con cái rất yêu dấu của Người. Hãy sống trong tình thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông, vậy làm sao ông lại nói ta bởi trời mà xuống?" Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau, không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng, mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống." Đó là lời Chúa. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa quý cha đồng tê, kính thưa cầu đoàn phụng vụ. Có một người nổi tiếng trên thế giới mà đến ngày hôm nay, nếu mà chúng ta đọc truyện hay là chúng ta có thể biết được tên của người đó,
trên trang báo này trang báo khác. Người đó chính là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng có trước Chúa Giêsu ra đời khoảng chừng 200 năm. Và ông đã xây một cái mà ngày nay nó là một cái để lại cho cả thế giới đều được biết, đó chính là Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành mà Tần Thủy Hoàng xây dài độ khoảng hơn 2.000 km. Và nếu mà ở trên cao, trên máy bay thì các phi công có thể dễ dàng để nhận ra cái Vạn Lý Trường Thành ngay ở trên không trung vậy. Ông là một con người ham sống sợ chết, cho nên ông muốn tìm một cái giải pháp để mà trường sinh bất tử. Và ông nghe người ta nói đến tại một vùng đất nọ có những người mà họ đã tìm ra bí quyết để sống trường sinh bất tử. Ông cho vàng bạc châu báu lên một chiếc thuyền và ông quyết định đến nơi đó để mua được cái bí quyết trường sinh bất tử ấy. Nhưng điều đáng tiếc đối với Tần Thủy Hoàng đó chính là khi ông đến vùng đất đó thì những người dân ở đó đã không bán cho ông cái bí quyết để mà trường sinh bất tử ấy. Ông đành phải trở về với sự thất vọng. Khi trở về, ông đã cho xây một lăng mộ như là một cung điện nguy nga vậy. Ở trong lăng mộ ấy, ông trang trí bằng những viên ngọc thật lớn và một dòng suối pha lê rất là đẹp. Tường của ngôi mộ ấy ông dát bằng vàng. Và khi mà dìm mình trong cái ngôi mộ ấy thì ông đã kéo theo hơn 100 mỹ nữ nữa, để ông mong rằng ở đời sau ông sẽ được hạnh phúc với những thứ mà ông làm được. Cuối cùng thì Tần Thủy Hoàng cai trị đất nước được hơn 10 năm và ông được hơn 50 tuổi thì ông cũng phải qua đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ai ai cũng muốn rằng mình được trường sinh bất tử, và nhiều người đánh đổi bằng với giá rất đắt để đi tìm sự trường sinh bất tử. Nhưng nào trên đời này ai có thể cho chúng ta được trường sinh bất tử được? Ai ai cũng sẽ phải chết thôi. Đó là quy luật của cuộc sống, chẳng ai có trường sinh bất tử cả. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa lại cho chúng ta một cái phương pháp để cho chúng ta có thể trường sinh bất tử, khi mà Chúa nói rằng ta là bánh trường sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Nhưng người Do Thái đã không chấp nhận bánh trường sinh này là bởi vì một lý do đơn giản thôi. Họ đã biết lý lịch của Chúa Giêsu. Họ dựa theo lý lịch của Chúa Giêsu, ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse, rồi con bà Maria, rồi anh em của những người hàng xóm với chúng ta. Chúng ta biết cả rồi, thế mà ông lại nói ông từ trời xuống thì làm sao có thể tin được? Và họ đã không chấp nhận, rồi còn phản đối Chúa Giêsu nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ là đừng sầm sì nữa, và Ngài khẳng định một lần nữa là Ngài chính là bánh trường sinh từ trời xuống. Và những ai lãnh nhận bánh trường sinh này thì sẽ không phải chết. Đối với người Do Thái, họ đã không chấp nhận Chúa Giêsu và không lãnh nhận bánh trường sinh mà chính Chúa Giêsu ban cho. Còn ngày hôm nay chúng ta biết được rằng
bánh trường sinh mà Chúa Giêsu ban cho chính là thịt và máu của Ngài. Thịt và máu của Ngài hiện diện trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể, hình bánh và hình rượu sau khi truyền phép thì Chúa Giêsu ngự trong bánh và rượu ấy, bánh trở nên mình Thánh Chúa và rượu trở nên máu Thánh Chúa. Và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta đến lãnh nhận để chúng ta được trường sinh bất tử, để chúng ta không phải chết nữa. Vậy mỗi người chúng ta có đón nhận lời của Chúa, có lắng nghe lời của Chúa và có thực hành lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay không? Nếu chúng ta đón nhận lời của Chúa và thực thi lời của Chúa thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ siêng năng đi tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày. Nếu giả như chúng ta không tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày thì chúng ta chưa sống lời Chúa hôm nay. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến để lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa. Thế thì nếu không đi lễ, không rước Chúa thì làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta rước mình và máu Thánh Chúa được? Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay đối với mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để tham dự thánh lễ và chốc lát nữa chúng ta lại được tham dự bàn tiệc thánh thể nữa, là chúng ta được rước Chúa. Vậy lời mời gọi của Chúa hôm nay, chúng ta có rất nhiều cơ hội để mà thực thi lời của Chúa. Chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội, đừng vì những cuộc ăn nhậu, đừng vì những cuộc vui chơi mà chúng ta quên mất Chúa qua việc tham dự thánh lễ và rước Chúa. Đừng vì một lý do nào đó rất đơn giản mà chúng ta bỏ lễ. Đừng vì một cái sự mệt mỏi không đáng kể mà chúng ta cũng bỏ lễ để làm mất cái cơ hội chúng ta đến lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa. Qua bài tin mừng hôm nay, và ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt nữa, là giáo xứ thất sự chúng ta thay mặt cho toàn thể giáo phận để chầu mình Thánh Chúa. Không chỉ là mời gọi chúng ta đến để chầu mình Thánh Chúa, kính viếng Chúa trong thánh thể, mà còn mời gọi chúng ta đến với Chúa để lãnh nhận lấy chính Chúa nữa. Vậy chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được tầm quan trọng của bí tích thánh thể. Và khi đã ý thức được tầm quan trọng của bí tích thánh thể rồi thì mỗi người chúng ta ý thức chính mình để siêng năng tham dự thánh lễ hơn, để siêng năng chuẩn bị tâm hồn đón nhận lấy mình và máu Thánh Chúa mỗi khi chúng ta có cơ hội. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để đón lấy mình Thánh Chúa. Và như thế mỗi người chúng con sẽ được sống và được sống trường sinh như lời Chúa đã hứa trong tin mừng hôm nay. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mái táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin nơi Thánh duy nhất, Thánh Triền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Trong niềm cảm tạ tri ân Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hãy trỗi dậy mà ăn. Xin cho các vị lãnh đạo dân chùa biết luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn sức sống, để giữa muôn ngàn thử thách đau thương vẫn luôn can đảm làm chứng cho Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã phó mình làm của dâng và tế lễ thơm tho vì chúng ta. Xin cho mọi thành phần dân chùa nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể thêm vững tin, thêm lòng mến, để cũng có thể lên lễ dâng thơm tho cùng với người, hầu mưu ích cho nhân loại. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giô-xê sao? Xin cho người Do Thái là dân được tuyển chọn biết nhận ra Chúa Giêsu chính là đấng thiên sai đã đến để cùng được phúc lãnh nhận bánh trường sinh ban sự sống đời đời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Xin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta siêng năng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để sự sống của Chúa thêm lớn mạnh trong các em. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng nguồn lương thực thiêng liêng là mình và máu con Chúa để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Nhờ đó chúng con có thể vượt thắng mọi phong ba bão táp trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Dâng lên Chúa của lễ món hèn đời con, xin dâng lên Chúa tình yêu cùng với lòng thành, mong đáp đền đam đền tình Chúa yêu con và tri ân
tri ân người đến muôn đời. Xin cho tổng chúa là ngôi tự thánh cao sơn, đấng tôn trên cánh phương hoàng. Xin cho tổng ngài của tình yêu cao siêu với chiêu, dòng bán sông muôn hồng hoa. Xin dâng lên chúa lâm tháng em đêm tuổi xuân, xin dâng lên chúa niềm vui cùng với sầu buồn, mong đắm đền đáp đền tình chúa yêu con và tôn vinh người đến muôn đời. Xin trông tổng chúa dâng lên chúa công khó bao ngày đã qua, xin dâng lên chúa ngày mai mong ước dạt dào, mong đáp đền tình chúa yêu con và ca khen người đến muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ và sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ ân oan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa toàn năng.
trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông nổi và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha gì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như chúng
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin vái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô năng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con rằng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng khi Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành Sống trong tình thần. Chúa đã cho con bánh y bởi trời cao, bánh sự sống, muôn đời ngàn đời chẳng vơ. Tình Ngài là thương mỗi thơ biến côi, con dâng lời hát câu tạ ơn. Một tình chan hòa thiên thà, mong cuộc đời con như bánh bè ra cho hết mọi người. Con dâng cuộc sống hôm nay, trọn đời con được mãi thuộc về Ngài. Lấy
con xin Chúa thứ tha lỗi lầm. Đây cuộc đời con không đáng để cho Chúa đến trong con. Xin thương cứu giúp con thơ, để đời con chung tin với Ngài luôn. Chúa đã cho con bánh y bởi trời, bánh ban sự sống muôn đời, ngàn đời chẳng vơ. Tình Ngài là thương, ôi thơ biết con dâng lời hát câu tạ ơn. Đoàn con dâng Chúa tâm tình cảm tạ, chính vì tình yêu Chúa đã trở lên tấm bánh linh thiêng cho con khao khát trình Ngài, để hồn con luôn sống trong tình thân. Chúa đã cho
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm màu là mình và máu Đức Kitô, xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con mời quý cha an tọa, mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây xin mời ông chủ tịch thay lời giáo xứ lên cảm tạ quý cha ký đống bậc và cộng đoàn. Con mời quý cha hạt trưởng, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý gì. Con thay lời cho ban hội đồng mục vụ và 720 trái tim của gia đình giáo xứ chúng con, có đôi lời cảm ơn quý cha, quý thầy, quý gì, quý viên chức hội đồng, quý cụ ông bà xa gần. Có lời cảm ơn quý cụ ông bà. Trọng kính cha hạt trưởng, quý cha cố, quý cha đồng tế, kính thưa thầy phó tế, quý bề trên, quý tu sĩ lam lữ, thưa quý viên chức hội đồng mục vụ, niên quý sứ họ, quý cấp chính quyền, quý hội đoàn, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân chùa. Theo lịch phục vụ giáo phận tuần châu lượt của giáo xứ chúng con năm nay, trùng vào Chúa Nhật 19 thiêng liêng. Vâng, trong nguồn thiêng liêng cũng như trong tâm tình tạ ơn và tri ân, trước hết chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu Mẹ Maria Thánh Cả Giuse và Triều Thần Thánh trên trời đã và đang tuân đổ muôn hồng ân xuống trên giáo phận và giáo xứ chúng con. Tiếp đến, chúng con xin hết lòng cảm ơn cha hạt trưởng và quý cha đồng tế đã dành cho giáo xứ chúng con một lòng mến yêu thật tràn đầy. Bởi trong tháng 8 này, lịch mừng lễ Chúa ngày quá dài kín, thế nhưng vì tình thương mến giáo xứ chúng con, quý cha đã về hiệp đỡ dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho giáo phận, cho giáo xứ chúng con và cộng đoàn dân Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể Mẹ Maria tuân đổ đầy hồng ân xuống trên quý đấng bậc. Cách riêng chúng con xin cảm ơn cha quản sứ đã cùng đồng hành với chúng con trong công việc tổ chức tuần châu, cũng như trong suốt năm qua, cha đã điều hướng chúng con trong công việc mở mang khuôn viên nhà chung, sắm sửa đồ thánh, cũng như làm mới lại đàn thánh giá. Nhất là cha muốn khích lệ chúng con sốt sáng tham dự thánh lễ, rước lễ và siêng năng cầu nguyện. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha quản sứ. Tiếp đến, chúng con xin cảm ơn thầy phó tế, quý bề trên, các hội dòng, quý thầy, quý dì về chầu Chúa Giêsu Thánh Thể cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Đặc biệt, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý dì thuộc tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu, Chúa Cứu Thế đã giúp đỡ chúng con trong dạy giáo lý, trang trí bản thờ, nhất là luyện tập lời ca tiếng hát để tuần trầu thêm chốt sáng. Chúng con xin hết lòng tri ân. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn quý viên chức hội đồng mục vụ liên quý sứ họ, quý hội đoàn, ban truyền thông, thầy linh dạy quyền. Cách riêng là các hội đoàn giáo xứ Chu Nhai, Tân Châu giáo họ Tiền Tượng
đã chốt sáng làm giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý cấp chính quyền đã đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với chúng tôi. Xin cảm ơn quý khách gần xa cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã về chầu Chúa Giêsu Thánh Thể hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận và giáo xứ chúng tôi. Sau cùng, tôi thay mặt cho giáo xứ, tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn hội và các gia đình đã tích cực đóng góp cho công việc tổ chức tuần chầu lượt năm nay diễn ra trong nghiêm chốt sáng. Vâng, một lần nữa, con thay mặt cho giáo xứ xin hết lòng cảm tạ và tri ân quý đấng bậc và toàn thể quý khách cùng cộng đoàn trong khi tổ chức tuần chầu lượt. Chúng con đã cố gắng nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong quý đấng bậc và cộng đoàn lượng thứ. Thay mặt cho cộng đoàn, con xin cúi đầu cảm tạ quý cha và cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng luôn loại trừ khỏi anh chị em hết mọi điều tai hại và đoái thương, tuôn đổ trên anh chị em phúc lành của Ngài. Xin Thiên Chúa làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng nghe lời Chúa, để tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui muôn đời. Ước gì nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải, anh chị em luôn tiến bước theo huấn lệnh Chúa và được nên đồng thừa từ với các công dân nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa chúng con, vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa từ nhân
đừng để con ác tan cõi lòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đừng thành ra ngàn gian nan, cho con qua khỏi